Thời gian vừa qua đã có một số bạn nhắn tin cho mình và hỏi về một dòng máy mà đối tượng phổ thông có thể là ít biết đến, nhưng mà những người tìm hiểu sâu hơn một chút về MacBook thì họ đã biết đến dòng máy này rồi, và loại máy này đã có tồn tại ở thị trường Việt Nam rất là lâu. Đó là máy MDM. Đây là một loại máy có rủi ro khá là cao, và loại máy này có rủi ro cao nhưng vẫn có người quan tâm. Lý do là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhá. Mình là Trường, đây là Mac One, bắt đầu thôi. Ở Mac One hiện tại đã về đầy đủ tất cả các mẫu MacBook Pro 2020 13 inch, kể cả Intel hay là M1. Ngoài ra nữa còn có rất nhiều các sản phẩm Apple để phục vụ cho từng đối tượng. Click ngay vào link bên dưới để tham khảo nhé. Quay trở lại với video, vậy máy MDM là gì? MDM là viết tắt của Mobile Device Management. Đây là một cái loại máy mà thường dành cho doanh nghiệp. Hiểu đơn giản là máy này sẽ được Apple cài một cái phần mềm vào để cho doanh nghiệp khi mà dùng máy này có thể quản lý được về máy. Hình thức máy này hiện tại thì vẫn chưa có ở Việt Nam. Tuy nhiên thì ở một số thị trường khác, khi mà các doanh nghiệp lớn muốn mua máy với số lượng nhiều để cung cấp cho nhân viên sử dụng khi làm việc, doanh nghiệp có thể đặt hàng với Apple một lô máy khoảng 5, 7 hoặc thậm chí hàng chục, hàng trăm thiết bị. Sau đó có yêu cầu cài một cái phần mềm ở bên trong để giám sát từ xa. Doanh nghiệp toàn quyền quản lý cái máy đó, ví dụ như là xóa toàn bộ dữ liệu máy này, khóa kích hoạt máy, khiến cho máy không thể sử dụng được nữa. Thành ra thì đây là một cái rủi ro rất là lớn khi mà chúng ta sử dụng máy MDM. Rồi, vậy thì tại sao người ta lại có thể phải đắn đo về một chiếc máy và mang lại nhiều rủi ro như thế? Chắc chắn phải có lý do rồi. Điểm đầu tiên mà cần phải nói đến đó là máy MDM có một cái cấu hình cao. Có thể như là chiếc MacBook Air này chẳng hạn. MacBook Air 2022 nhưng mà RAM 24GB này, mà bộ nhớ lại là 1TB này, gần như là không thể có ở trên thị trường. Máy này thì mà là máy phải đặt, và đặt từ Apple rất là lâu, từ 6 đến 12 tuần cơ, rất lâu. Vậy thì mua một chiếc máy như thế về, một cái cấu hình cao như thế, thì để phục vụ cho một đối tượng việc đặc thù mà máy MDM có, bởi vì máy do công ty cấp mà, công ty lại cần những cái cấu hình đặc thù. Vậy thì tại sao lại không chọn máy MDM? Đó là suy nghĩ của một số người. Một cái điểm mà luôn luôn nằm ở trong suy nghĩ của mỗi người đi mua máy, đó là máy rẻ. So sánh than, bây giờ so sánh với cả một chiếc máy line new, chưa nói đến máy mới nhé, máy mới thì đương nhiên là nó đắt rồi. So với cả một con máy line new thì máy MDM rẻ hơn rất nhiều. Ví dụ như một con MacBook Pro 14 inch chẳng hạn, máy bản base hiện tại đang ở Mac One có giá là 38.900.000. Còn nếu mà một con máy line new mà là máy MDM ấy, thì giá lại còn thấp hơn rất là nhiều, chỉ khoảng loanh quanh khoảng từ 29-31 triệu, khoảng đó, bởi vì còn liên quan đến cả về vấn đề ngoại hình nữa. Đấy là hai lý do mà mình có thể nói đến cho cái việc mà có thể là người ta chọn máy MDM vì như thế. Còn điểm hai thì sao? Ví dụ như vào một cái ngày đẹp trời mà chúng ta đang sử dụng máy để làm việc, đang rất là hăng say, tự nhiên đùng một cái máy khóa lại và thông báo chúng ta rằng doanh nghiệp đã khóa cái máy này lại và bạn không thể sử dụng máy nữa. Đến lúc đấy thì mọi người mới cảm thấy được cái việc mà vừa mất tiền mà lại mất hết dữ liệu ở bên trong, những cái dữ liệu rất là quan trọng. Như thế thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy là cực kỳ tiếc về những chiếc máy như thế. Và một điểm nữa cũng là một điểm mà mình rất là lấn cấn khi mà nói đến, thì máy ở thị trường Việt Nam, máy MDM nhé, rất là nhiều máy ăn cắp. Không phải là mình không biết được là có phải tất cả hay không, nhưng rất là nhiều máy là máy đã ăn cắp rồi và mang về bán. Thì đương nhiên là một cái máy ăn cắp về thì giá sẽ rẻ hơn nhiều, phải như thế thôi. Và giá đầu vào đã rẻ hơn thì giá đầu ra cũng sẽ rẻ hơn. Đến tay người tiêu dùng giá cũng chỉ thấp hơn rất là nhiều so với một con máy line new. Vì vậy yếu tố giá cũng là yếu tố để cho người ta cân nhắc về một chiếc máy MDM. Rồi, khi mà xem đến đây thì chúng ta có một cái câu hỏi lóe lên, đó là ở Mac One thì đội ngũ kỹ thuật uy tín này, rồi cửa hàng thì đã có thâm niên trong cái việc bán MacBook rồi. Vậy thì có nhập máy MDM về sau đó bán cho người dùng để trục lợi hay không? Kiểu nhập giá rất thấp xong rồi bán giá như một cái máy line new để thu lợi cao hơn ấy. Thì câu trả lời là không. Chắc chắn là như thế. Bởi vì sao? Bởi vì cái yếu tố mà Mac One mang đến đó là hướng đến cho người dùng về cái việc sử dụng lâu dài và độ uy tín. Vì vậy nên một cái máy mà mang quá nhiều rủi ro như thế thì Mac One hoàn toàn là sẽ không nhập vào. Nhưng mà nói xôn thế thôi thì ai tin, đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cả cách để kiểm tra một cái máy có dính MDM hay không nhá. Rồi, cách kiểm tra đầu tiên là cách kiểm tra dễ nhất và cũng tốn ít thời gian nhất của mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái terminal nhá. Nếu mọi người không biết terminal ở đâu thì hãy bấm command cách, nó sẽ hiện lên một cái thanh spotlight để tìm kiếm này. Gõ terminal, enter. Rồi, khi mà nó hiện như thế này thì mọi người gõ giúp mình một cái dòng lệnh, đó là profile status cách một dấu gạch ngang type enrollment. Trời ơi, enrollment
Enter. Ok, sau khi gõ Enter nó sẽ hiện ra hai dòng ở bên dưới. Cái DEP này chính là cái mà Apple cài vào để mà kiểm soát máy cho những cái doanh nghiệp ấy. Thì ở đây nó hiện là không, tức là không có cái phần mềm nào cài vào đây cả. Và cái MDM enrollment này cũng là không. Vậy tức là một chiếc máy này có thể 80-90% là nó sạch rồi đấy. Vậy nên là đây là cách kiểm tra đầu tiên. Còn một cách nữa để kiểm tra đó là mọi người hãy reset máy lại. Reset ở đây mình hiểu ý, tức là xóa toàn bộ máy. Lúc này khi mà chúng ta đi mua máy, chúng ta kiểm tra máy thì hoàn toàn có quyền để xóa máy đúng không? Và xóa toàn bộ cái máy này đi. Và khi mà nó hiện lên lại từ đầu nó sẽ như một cái máy mới. Nếu hiện lên mà nó có dòng như thế này thì tức là máy đã dính vào DM. Còn nếu mà nó không có thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rằng đây là một chiếc máy chuẩn và yên tâm với cả số tiền mình bỏ ra nhá. Còn nếu mà cảm thấy phức tạp quá thì cứ qua Mac One mua máy đi mọi người, chắc chắn là máy sẽ ok. Ok, vậy thì tổng kết lại, máy MDM có nên chọn hay không? Nhưng mà đối với mình thì không. Một cái máy phục vụ chúng ta nên dùng cách thoải mái nhất. Vì vậy cứ chọn một cái máy bình thường dùng thôi mọi người ạ. Ok, vậy thì quan điểm của mọi người như thế nào về cái vấn đề máy MDM này? Hãy để lại bên dưới phần comment nhá. Và hãy nhớ, ở Mac One có rất nhiều máy không MDM có thể đáp ứng được rất nhiều các đối tượng sử dụng. Hãy tham khảo ngay ở phía bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.